Xin chào mọi người đã quay trở lại video tiếp theo mình nhá. Và hôm nay thì đội khai thác bọn em lại tiếp tục đi khai thác cây mọi người ạ. Tiếp tục chuẩn bị đi đốn cây. Bây giờ vừa lên đến bãi cây mà lạnh quá, phải đốn lửa sưởi lửa một xíu đây. Nhóm lửa lên sưởi lửa một xíu cho nó ấm tí nó mới lên mọi người. Lạnh quá. Miền Bắc mùa này lạnh quá mọi người ạ. Tiện đang rúa cưa thì sự lửa xíu cho nó ấm tí. Nay thì vẫn đủ 5 anh em mọi người ạ. Nay lạnh nhưng mà lại không có sương mù. Sáng nay ấy, kiểu trời hình như nó lại muốn là mưa sao. Cái bãi mỡ thì xong rồi. Chỉ còn lại cái cây, cái củi chưa trở đi thôi. Cái gỗ thì bóc gần xong, còn xíu ở dưới kia mọi người. Nhưng mà còn cái bãi keo ngoài kia kìa. Đấy mọi người, bây giờ thì sáng giờ thì đốn được cái đống này này. Cũng khá nhiều. Có một phần ở dưới kia là cái phần của mấy hôm trước. Và 2 hôm trước. Bây giờ hai thằng em đang can dưới kia, đang đốn khúc. Còn em với ông bác thì đang lao trên này xuống rồi ạ. Cứ lao từng khúc này xuống rồi. Cái chỗ này nó không dốc mấy cho nên là lao không được nhanh lắm. Cứ khúc một thôi. Còn nhiều lắm. Bên này là keo non. Toàn cái chỗ này toàn cây dài không người ạ. Cây 20 mét này. Cây dài cao. Được mỗi cây được 7-8 khúc, 2m2 mọi người ạ. Gần 20m để cả ngọn này rồi. Còn hơn đi. Lao thế này đi. Đổ được 2 cây to. Nó lại đổ sang bên kia. Đang đổ cây rồi người ạ. Bên kia là trước họ cũng khai thác một đồi. Đổ xuống dưới à. Cái chỗ quay đầu xe luôn. Cái khô mà. Lao để đây xong là xe ra là mới lao xuống bốc lên xe luôn. Bây giờ lao xuống thì hướng đường lắm. Yeah.
đẹp chứ. Cây này có điều không? Cái cây dài ấy cho nó xuống dưới đi. Cái kia không về được đâu. Cái này lá ít ít như chỗ này. Cái kia riêng xuống dưới đó. Mang trệt kia rồi. Cái này lúc ca xuống thì không ấy. Ôi trời ơi, nhiều cây lắm. Cây toàn cây dài thôi. Cây dài, cây to thôi. Đấy, dưới kia thằng nhiều nữa mọi người ạ. Thôi ok nhá mọi người, mình xin dừng video tại đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhá.